Gì là nó ngon. Chào cả nhà nha. Hôm nay mấy anh em mình cũng đi làm cái món mới nè. Món này hồi đó giờ nhỏ lớn mới đi bắt ăn, không biết ăn có được không nè. Món là dế than. Dế than đồng luôn. Dế than bắt ngoài đồng á. Nóc chơi gì nè. Không biết làm ăn có được không. Thấy người ta nuôi con dế cũng đen đen gì nè. Bán ở nhà hàng đó mình ăn cũng thấy ngon đó, mà không biết con dế này giống con dế đó không á. Bữa nay ăn trước đi, để còn mai mốt bắt ăn trước trải nghiệm đâu, mai mốt anh em biết rồi bắt con dế này ăn. Con dế này của mình nghĩ cũng giống con dế ta nuôi thế nào. Không trời, biết có anh em có ăn nào ăn chưa chứ có gì để gửi. Giờ mình làm không biết làm cách làm sao nữa. Lột nước dừa dế mà đòi lột nước dừa. Lột nước dừa nó nóng rồi chứ. Cái này mình chiên cho nó giòn giòn lên ha. Chiên nước mắm đi. Nếu mà ấy nước mắm mình quậy nước mắm một ngọt cho ngon trước đi, rồi mình rang xong mình quăng vô. Rồi đậu phộng mình rang sẵn đó. Có đậu phộng đâu rang. Nhà quê mà có đậu phộng mà. Trước tiên mình làm trước đi. Làm thịt nó xong cái hả? Giờ mình nhúng nước sôi vô. Cho ít dưới chạy. Nãy thấy xô giờ còn có mấy con hả? Giờ quay kia ghê cho nên nhắc cho mình làm ăn trước mà. Nè qua cho mày đi, quay này. Nuôi nữa nè. Nuôi quá trời nuôi vô trong này nè. Nuôi mới đêm hôm giờ đó, bắt ruột nuôi đêm hôm vậy được. Nè đổi đây mới đi. Ba tầng rồi. Đổi đây mới nữa. Bay lừa chứ. Bẻ ra hết trơn rồi. Dính xương chân mà cái dính. Rồi mình nhóc chưa. Nó đen quá. Với than mà không đen gì. Nhiều quá ăn hết đâu. Còn còn đúng không? Ba thằng mà sao không rồi. Nổi. Rồi còn giờ mình đi còn đây số nè. Làm nước sôi đi. Nè, quay ba xô cho anh em coi chứ. Ông nào nhéo nuôi dế hay lắm, đi tới sáng lại bự bự không nè. Đó. Ăn hết trơn đó, ăn hết trơn cái cọng luôn trời. Ta bắt nuôi không biết năm tháng nào chứ mấy tháng này anh em nuôi một đêm một là sáng là thành phẩm rồi. Đi tới sáng là bự vậy đó.4 triệu bạc chứ nhiều. Ừ. Trời ơi 4 triệu bạc là tôi chỉ trời chơi sợi, là 1 triệu bạc để xài thôi mà 4 triệu bạc là sáng giờ hết sáng trong ngàn rồi. Chỉ vô luôn phần. Trong khi chờ đợi nghe người ta than thấy ghê không? Ừ. Đổ nước vô. Rồi chết rồi. Dạ trong tủ lạnh chơi. Mà để cho nó cứng đi hả mặn. Dạ con thấy cứng. Đổ nước sôi vô đặng cho nó lạnh một bọc nữa. Quéo rồi. Mình ruột chưa? Béo luôn rồi. Béo xong cái mình đi làm ruột. Xong rồi cả nha. Giờ cũng được nhiêu này nè. Như con dế thôi. Vậy đây là mình ấy tỏi ra. Mình tỏi ra cái mình chiên cho nó giòn giòn lên. Cái mình thêm nước mắm. À, không cháy luôn hết ra rồi chưa có mở mậu trời trời mở cái kia ra mở ra rồi nhận cái nút nó ta được quay nha. nhận nút ơi vừa chặn nút đó vậy thất bại rồi để giờ cho bớt ra cả trời thôi được phá lại mà được. Trời ơi, chưa sâu vô. Giờ dầu sôi rồi, mình bỏ dế vô. Mỡ cũng thơm rồi nè, tỏi á.
món này là mới ăn lần đầu đó. Món gì sao? Mới bắt lần đầu chứ mà ăn là ở trên thành phố có ăn. Nhưng mà bắt ở đây nè, không biết ăn ngon không nè. Giống dế trên thành phố không biết nữa. Hả? Dế. Thấy cái này là mình làm gì là ngon đó cả nhà, chứ không phải rồi. Sao không bớt cái loại? Cái gì? Sao không bớt loại? Giò người ta ngon mà bớt gì không hay? Còn có một cục. Hết đường luôn rồi. Hết đường luôn rồi nè. Còn có một cục mọt. Tắt hả? Không mà. Giờ nó thơm rồi, mình chiên phải cho nó giòn giòn xíu, nó vàng đó, mình nêm gia vị vô, bỏ vô miếng nước mắm, với miếng bột ngọt, cũng đường, là vừa ăn luôn, chiên nước mắm cũng cho cái nhỏ vậy, thôi thôi. Nó giòn lên cái là mình bỏ cho vậy đó vô là nhậu bia cái này hết sảy. Mà đây không có bia, uống rượu không à ở nhà ơi. Miền Tây mà. Miền Tây ít uống bia lắm. Về bắt tôm hay về kia mới uống bia thôi chứ bình thường mấy anh em là kiếm mồi đồng mồi này kia là nhậu thôi. Đó là đường, miếng đường, miếng nước mắm, miếng bột ngọt cả nhà ơi. Có mùi thơm rồi, có mùi thơm rồi. Mắm ít thôi. Thơm liền. Thiếu nước mắm để cho mặn miếng mặn mặn ngọt ngọt á cho nhà chết thơm. Bay vô ngoài luôn. Bao bơm nước vậy? Sao? Không sao. Bấm cái dĩa. Tôi cười mắt luôn hả? Mắt luôn. Bạn nó chết ớt. Trời cả nhà ơi, con dế giờ chiên xong đen rồi. Chắc ngon á. Thấy mới thấy màu rất là ngon á. Cái vỏ bỏ hộp tử mai còn. Ăn được không rồi đâu. Đâu. Chà được không chiên? Quá ngon. Được luôn. Đâu anh hai thử rồi. Có nghe mùi hơi cỏ như hổm không? Cảm nhận nè. Đó. Anh hai cảm nhận là ok đó cả nhà. Mà bữa nay là ăn lần đầu tiên nhỏ lớn luôn. Là anh hai không ăn lần thứ hai là lần đầu là không. Bắn để nguyên con, đúng không?
mừng năm nay anh chưa ăn con dế đó, thiệt luôn đó. Rồi, rồi, theo là một cốc một lấy muỗng này, lấy muỗng múc có đỡ ghế đỏ gấp cái nào hết. Một cốc một con là uống thiển nhiễm luôn sáng à, có ba ngày nữa trên đi. Trên người ta ngồi ghế nè, xàm trời. Nghe nè, sẵn lấy một dùm đi. Vậy thì chú Vĩnh để mà mốt nó đi thành phố rồi nó biết anh em rồi nó giới thiệu rồi lấy cả nắp luôn Vĩnh ơi. Đăng ký ủng hộ kênh của mình đầu kia. Chứ rồi nhưng mà không nhậu. Vô coi. Làm cái món mà này là đúng là đặc sản mà mình không biết đặc sản miền nào chứ quê mình mới ăn lần đầu đó, đúng không anh hai? Anh hai là không ăn lần thứ hai. Sáng này chứ đừng cái mông là ăn đủ mẹ trong chạy sáng là khó chịu nha. Mà món dế này là mình đi ví dụ ở Long An hay thành phố này kia mình cũng có ăn nhưng mà ở đây chưa. Mày cũng giống hệt con dế này à, con dế này con dế than nè. Mà cái con côn trùng nè. Giò mà. Cái gì? Còn thơm nữa cũng ngon. Thấy cái can đậu rượu vô trên cái nắp lu á. Đâu vậy? Lúc cho lấy hai chén rồi cho con bé ăn rồi. Có nơi có ở nó ăn chấm gà mày gắn này lấy thêm mấy chén mới gì thôi. Không đi người lớn ăn đi chứ đục cái nước ăn con nó gì ăn nhiều ăn chứ không ít gà mấy con con dế rồi. Cái này là cái bộ vị để họ lấy đi nè mẹ để họ nó dính ngồi lên nó rớt bịch nữa. Điện thoại mình cụ bắp quá cả nhà, nó không có zoom vô được. Thấy con dế gì con trộm vậy. Con chú đó mà giặt hay tức gì đâu. Nó mà chút đâu với dế than. Dế than cả nhà. Cả nhà ơi, giận thấy không? Không hay gan như dế đốt. Đang hù. Tục cục. Như đen thui giờ đâu dế than. Dế than dế đốt như nhau à. Giòn ngon chứ bộ, giòn ngon. Dế than chính hãng. Dạ. Nhà đầm sản xuất nha, cái than chính hãng nhà đầm sản xuất. Mới sản xuất chuyện qua nay luôn, tối qua gì nè. Nhà đầm sản xuất chứ. Bà cả nhà cũng với than nữa nha. Rồi anh mới đúng là ăn ngon thiệt nha. Béo. Béo lắm. Để cho để này đâu hả, cấu để họ quay hoài luôn, quay tới sáng luôn á. Hồi nãy anh chiên con. Trai trai rồi. Nồi này là cũng năm nheo nha. Hỏi tới ai nãy giờ uống chưa? Rồi. Đấu giá mặt áo vàng áo cắp cắp đây để giờ đây nó hơi này mua mình dẹp chén này bắt chứ đổ phân gấp gì chứ không không giờ quá chén nữa công nữa con gì đi quá trời giấy giấy đẹp ngon thề ui trời ơi tóc nè cái ngon đó mà gọi là bổ sung thêm phải không bữa này bổ sung thêm à. Dạ. Mà ngồi không nó kêu cái này mà ơi chị nói ấy 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 là mà ấy chưa ấy lại sập rồi đó. Vậy muốn xin là chén đi à, có mấy ba bốn bốn năm anh em là ngồi nhậu vậy ghé dưới quê rồi bye bye cả nhà. Cái bên nhà thấy thích kênh mình nhớ bấm đăng ký chia sẻ ủng hộ mình nha.